Ăn hại Lucy. Đổ nước vào đám cháy chứ đổ vào anh hả Lucy? Mang cái bình cứu hỏa lại đây. Ôi trời, bảo mang bình cứu hỏa chứ mang bình dầu ra đây để đốt nhà. Xem đây. Bắt trộm hay bắt cảnh sát tên Lucy? Peter Pan, Goofy. Hãy xem quả mỏ neo nặng ký của ta đây, tên cướp biển kia. Muốn theo anh chứ gì, được. Bớ làm nữa rồi, cứu. Lần này xem đi chạy đâu cho thoát. Này thì nhờn. Hết vũ khí hay sao mà chơi cả chổi quét nhà thế này. Không thắc cống tí nào bạn ơi. Boom. Sắc màu siêu anh hùng. Xem đây. Không xong rồi, bản đồ hút bị hút hết màu rồi. Tên tiến sĩ Buffo này tính giở trò gì đây? Hắn ta hút sạch sẽ màu sắc xung quanh rồi. Nhìn xem siêu trộm Lucy đây. Các anh hùng đã có màu sắc trở lại và tên tiến sĩ đang bị dần một trận ra bá. Găng tay siêu nhân. Với đôi găng này ta sẽ trở nên vô địch. Ây da. Hú ổn. Đừng mừng vội, hãy xem găng tay của Hulk sẽ làm được gì nhé. Đối thủ của Pando Hulk là một cơn lốc xoáy này ư? Ôi giời, tưởng thế nào, hóa ra chỉ là một cơn gió bé tí. Đã thấy sức mạnh của găng tay Hulk chưa?